Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh rất phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Đó chính là loại bánh Phần Lan Caramel, hay còn gọi là bánh trứng kem sữa. Bánh này sẽ không quá khó để làm. Tuy nhiên, để làm được những chiếc bánh không chỉ có vị rất ngon, độ ngọt vừa ăn mà còn mềm, mịn, không tanh mùi trứng, đẹp mắt thì chúng ta sẽ cần một số mẹo nhỏ. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn công thức làm bánh Phần Lan theo kiểu Việt Nam, đồng thời nói qua công thức kiểu Pháp cho các bạn nào quan tâm nha. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa nha. Mình hứa sẽ ra nhiều video chất lượng với nhiều công thức chuẩn đến các bạn ạ. Trước mắt về nguyên liệu cho bánh Phần Lan kiểu Việt Nam, 7 quả trứng gà, mình dùng trứng gà ta nên rất nhỏ. Các bạn dùng trứng to hơn thì tầm 5 quả là cũng được rồi ạ. Ở đây mình sẽ dùng 3 quả trứng nguyên, còn 4 quả mình sẽ tách chỉ lấy mỗi lòng đỏ thôi nha. 70g đường dùng để nấu nước caramel, 40ml sữa tươi không đường, 2 lọ nhỏ vani bột hoặc 1 thìa cà phê lỏng, 5ml cà phê mình đã pha sẵn. Cà phê thì sẽ không bắt buộc, tùy sở thích của mọi người nhé. Mình rất là thích vị cà phê nên là mình dùng một ít cho nó thơm hơn. 150ml sữa đặc. Nếu các bạn muốn làm bánh Phần Lan kiểu Pháp thì hãy thay thế sữa đặc bằng 150ml kem tươi. Dùng loại kem mà có hàm lượng béo từ 30-35% và 70g đường nhé. Trước tiên chúng ta sẽ làm caramel nha. Mình sẽ cho đường vào nồi, đổ nước vừa đủ để làm ướt đường thôi nha các bạn. Bật bếp lên và đun nước đường này với lửa nhỏ nhé. Sau vài phút, nước đường sẽ từ từ chuyển màu vàng nhạt thành vàng. Trong quá trình đun thì mình sẽ không khuấy đường nhé các bạn. Nếu khuấy đường thì sẽ gây cái hiện tượng lại đường, tức là đường sẽ kết tinh lại đó các bạn. Khi nước đường mà đã có màu vàng nhạt thì mình sẽ nhanh tay cho cà phê vào, rồi cho nước cốt chanh vào luôn nha. Lắc nhẹ cho cà phê và nước cốt chanh hòa quyện vào với đường. Nước cốt chanh sẽ làm chậm quá trình chuyển sang màu nâu đen và cháy của đường, để không gây vị đắng trong bánh nha. Sau đó thì nhanh chóng đổ tráng caramel này thành một lớp mỏng dưới khuôn nha. Đổ vào, đồng thời các bạn nghiêng để caramel dàn đều thành lớp ở dưới đáy khuôn luôn nhé các bạn. Đợi cho caramel đông cứng thì mình sẽ dùng một miếng bơ và quét một lớp mỏng trên thành của khuôn như thế này nhé. Mục đích của việc này là giúp cho chúng ta lấy caramel ra khỏi khuôn được dễ dàng hơn. Phần trứng gà mình tách lấy 7 lòng đỏ và 3 lòng trắng đây rồi nhé các bạn. Giờ mình sẽ cho bột vani vào bát trứng luôn nhé. Vani có mùi thơm sẽ khử được mùi tanh của trứng rất là tốt. Tuy nhiên theo công thức của mình thì mình đã thử không có vani, bánh cũng rất là thơm ngon. Do đó nếu các bạn không thích thì cũng có thể bỏ qua bước này nha. Chúng ta dùng cái đánh trứng để đánh tan trứng ra nha. Lưu ý là mình sẽ đánh nhẹ tay một chiều để trứng không bị bông và tạo bọt nhé các bạn. Trong công thức này mình dùng lòng đỏ nhiều hơn lòng trắng trứng. Cụ thể là mình dùng 7 lòng đỏ, trong đó chỉ dùng 3 lòng trắng trứng thôi. Bớt lòng trắng trứng sẽ làm bánh Phần Lan của mình được mềm mịn và đẹp hơn, đồng thời cũng không làm bánh bị tanh. Giờ mình sẽ đổ sữa vào nồi nhé. Đổ sữa đặc vào luôn. Mình bật bếp ở mức lửa nhỏ nha các bạn. Đồng thời mình sẽ khuấy cho sữa tan đều vào sữa tươi. Khi sữa mà ấm thì mình sẽ tắt bếp nha. Mình không nên đun sữa quá nóng, vì nếu đun sữa quá nóng nó sẽ làm chín trứng gà, như vậy ta không thu được hỗn hợp mịn. Và để sữa sôi thì ảnh hưởng tới chất lượng sữa và bánh Phần Lan.
từ từ đổ sữa ấm vào bát có chứa trứng lúc nãy nha. Vừa đổ ta vừa dùng tay khuấy cho sữa trứng tan đều vào nhau. Sữa ấm sẽ tốt hơn sữa nguội, nó sẽ làm giảm cái mùi tanh của trứng trong bánh nha các bạn. Còn sữa mà nóng thì nó sẽ làm cho trứng bị chín và gây lợn cơn. Khi đổ hết sữa vào nồi thì mình sẽ lọc và hỗn hợp qua một cái rây nhé. Lọc qua cái rây như thế này thì sẽ làm bánh mịn hơn và mình sẽ loại bỏ được những cái phần lợn cợn đi các bạn. Các bạn nên rây lại 2 lần để thu được hỗn hợp mịn nhất nha. Bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp sữa ra cái khuôn tráng caramel nha. Với công thức của mình thì chúng ta sẽ được 9 đến 10 hộp caramel loại lớn như thế này nha các bạn. Tốt nhất thì các bạn nên dùng khuôn sứ hoặc thủy tinh sẽ tốt hơn. Nếu không có thì mình sẽ dùng khuôn nhựa này cũng được. Hớt bỏ bọt trên bề mặt nếu có nha. Sau đó thì mình sẽ đậy nắp kín khuôn lại. Nếu không có nắp thì các bạn có thể dùng giấy bọc thực phẩm hoặc là giấy nhôm để bọc kín cái đầu khuôn lại đều được nhé. Tiếp theo là công đoạn hấp. Công đoạn hấp này thì là rất là quan trọng đó các bạn. Để ra được những chiếc bánh mình ưng ý thì nó nằm ở cái công đoạn này đấy ạ. Có rất nhiều cách để hấp bánh. Ở đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách hấp bánh với nồi hấp. Nồi hấp mình sẽ đun nước sôi trước nha. Sau khi nước sôi thì mình sẽ giảm lửa nhỏ để nước chỉ sôi lăn tăn thôi nha. Rồi mình cho bánh phần lam vào nồi để hấp. Đậy kín nắp lại nha, tốt nhất dùng tấm lót vung nồi để nước không bị nhỏ xuống nữa các bạn. Một vài lưu ý trong quá trình hấp bánh. Hấp ở lửa nhỏ, đủ để có hơi nước bốc lên làm chín bánh. Nếu lửa lớn quá sẽ làm bánh bị lỗ. Nếu lửa nhỏ quá khó làm chín bánh. Trong quá trình hấp bánh, cứ 5 phút các bạn mở nắp nồi một lần rồi lại đậy nắp lại ngay. Mục đích chỉ để giảm bớt nhiệt trong nồi hấp bánh để nó chín đều hơn. Sau khoảng 20 phút, chúng ta kiểm tra bánh thường xuyên nhé. Mình kiểm tra bằng cách lấy một hộp ra, nhìn bên dưới lớp caramel, thấy có bọt khí bắt đầu xuất hiện mà trên bề mặt bánh chưa đông thì các bạn giảm lửa hơn nữa. Như vậy có nghĩa là do các bạn hấp bánh ở nhiệt độ cao quá. Thời gian hấp dao động từ 20 đến 30 phút. Đây nha các bạn, đây là bánh sau khi mình hấp được 25 phút. Bề mặt bánh đã đông lại và sóng sánh. Giờ mình sẽ dùng tăm để chọc thử nha. Bánh không có nước thoát ra, đồng thời que tăm chỉ ẩm mà không bị ướt nhiều. Như thế này là bánh đã chín đạt rồi đó các bạn. Bánh sau khi hấp xong mình sẽ mở nắp ra để nguội. Dùng giấy hoặc khăn để lau trên nắp khuôn nha các bạn. Sau khi mà bánh nguội thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 2 tiếng đồng hồ mới đưa ra sử dụng nha. Khi dùng bánh phần lam, chúng ta mang ra và ngâm vào một bát nước sôi tầm 20 giây. Dùng mũi dao chạy quanh thành cốc, chúng ta không cần cắm quá sâu vì thành bánh đã được quét một lớp bơ. Khi ngâm nước nóng thì bơ đã tan chảy và làm bánh phần lam tự tách khỏi khuôn rồi. Mình dùng đĩa hơi nghiêng nhẹ khuôn để bánh sẽ úp ra đĩa ngay lập tức. Bước này nếu các bạn dùng khuôn sứ thì quá trình lấy bánh ra cực kỳ dễ dàng luôn. Còn đây là món bánh phần lam của chúng ta. Rất là mịn, mượt và nhìn rất là ngon và hấp dẫn. Một số lỗi xảy ra với bánh. Bánh flan bị rỗ. Nếu là rỗ ở trên bề mặt bánh thì có thể do trứng đánh quá bông hoặc trộn mạnh tay nên trong bánh có rất nhiều là bọt khí. Khi hấp các bọt khí này nổi lên trên và gây rỗ bề mặt. Ngoài ra nếu hấp bánh trong nồi và không che mặt cốc bánh thì nước từ trong nắp nồi nhỏ xuống cũng làm rỗ bề mặt phần lam. Nếu là rỗ ở thành và đáy bánh, nguyên nhân chính là do hấp ở nhiệt độ quá cao hoặc hấp lâu quá, việc đánh trứng không liên quan gì nhiều. Nếu mặt flan bị khô, chỉ cần che hoặc bọc kín mặt flan khi hấp là được. Nếu flan không đông, có thể do công thức không ổn, tỷ lệ sữa quá lớn so với trứng, hoặc do hấp ở nhiệt độ quá thấp. Flan có mùi trứng tanh, có thể gặp ở flan mới hấp xong, tuy nhiên cũng có thể do công thức, tỷ lệ trứng sữa chưa phù hợp.
Như mình làm thì có rất nhiều lần mình không cho vali, nhưng chưa bao giờ flan có mùi trứng tanh cả. Flan bị vỡ khi lấy ra ngoài, do hấp chưa đủ thời gian hoặc để lạnh trong thời gian quá ngắn, hoặc do công thức tỷ lệ chất lỏng quá nhiều so với trứng. Flan khi lấy ra ngoài không được đẹp, thành flan không được láng mịn do cách ta dùng dao lấy ra chưa được khéo. Cách khắc phục là quét một lớp bơ rất mỏng lên thành trong của khuôn. Nước đường bị dính vào đáy cốc, có thể do nước đường trưng hơi quá già hoặc để trong tủ lạnh không đủ thời gian. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Chúc các bạn thành công nhé.